Đầu tiên nha các bạn nhé, gà em đứt rồi, ở cái chân này phê quá, này phê quá lên rừng làm vậy, nói hơi rồi, các bạn thông cảm nhé, có gì các bạn thông cảm, là mình quay, mình cố gắng mình quay video các bạn, này. Đầu tiên, đấy, mất rồi, một con gà còn một cái chân, rồi, ví dụ như hôm nay mà còn ấy thì nó cũng thối rồi. Tại vì lâu lắm mình không tham. Đấy. Mới chân. Anh em bạn ạ. Ôi. Cháu ơi. Chim. Hai chim nhá. Phê các bạn. Chuồn cáo chưa thấy đâu. Mình làm cái thế này. Cái thứ 5, thứ 6 rồi. Tại mình không quay thôi. Mình cắt bớt. Chỗ nào mà có mắt còn gì thì mình quay các bạn xem thấy nó vui. Chỗ này mắc nhiều không nhá, bẫy này là mắc 4-5 đứa rồi đấy, gà rồi chim cái gì nhỉ, ưng ấn rồi chồn, cái bẫy này nguyên cái bẫy này nhá, các bạn nhìn như thế này các bạn biết đấy, mà chồn kéo lắm từ này. Thế thôi, mình lại cài cái bẫy này. Thế mình lại tạm dừng, quay tiếp. Đấy. Chim nhá, chim mình ngay này, tí mình cúp cho cái mình vứt đi nó xong. Đấy, cái này các bạn ạ. Mắc gà, chân còn viền. Mới chân. Mất luôn à. Đấy. Mất hết nhá. Đấy. Đây. Chân này. Gà nhá. Lại mất tiếp. Mình chả biết thế nào. Còn đứt hết. Đây cái hố này nhá các bạn nhá. Mình cài lại bẫy nhá. Quay các bạn thế này. Chỗ này mắc con mèo nhá, Limiu nhá. Một đứa bữa trước đây. Đấy, mắc rồi. Này mắc con gà đứt chân. Đấy, bạn nhá, muốn chồn ngon bù tỏi đây, đây chồn ngon bù tỏi đây, đấy tỏi đấy, chết ngon bù tỏi, nó có một tí chân à, vẫn đào nó sống được. Ấy, đấy, đấy, ra con trồn này, con trồn này, đấy nhá, bạn nhá, cũng chắc mới chết, này, còn bố tỏi nhá, đấy, trồn đấy, nó đào, chơi chết, thế quá các bạn ạ, trèo đào lội suối mệt lắm. Thực ra hôm nay mình không muốn đi đâu, phê quá. Muốn trèo đèo tí cho tỉnh. Phía bên kia một cái bẫy không có con gì. Đây nhá, cái kia, cái này, cái trên kia nhá. Thế các bạn thấy trắng trắng không? Đấy, cái bàn đạp đấy. Bàn đạp đấy nhá. Đây, bàn đạp đấy. Đây, một con chuột nó kéo theo cái đường này. Đấy, xuống như đây. Ok. Thấy chưa? Đấy, nó là thế đó các bạn ạ. Chồn này nhá, mình cài lại bẫy đấy nhá, nó đi tiếp này, mình cố gắng mình quay cho các bạn xem cho nó được dài dài tí, ít mình cược hơn 5 phút, bạn cố gắng theo dõi nhá, không có gì các bạn ạ, đây đấy nhá, không có gì luôn, khu này thì này có 10 cái thôi. Đây cái này, không có gì nhá. Đây, này gốc cái cây này quá nhiều lắm. Đấy. Đây cái này. Mình đánh đây. Mình bỏ qua mấy cái. Còn mấy cái cuối cùng là mình không. Đây không có gì nhá. Đấy. Thấy chưa? Đây này. Đây đây luôn. Không có gì cả. Đó là nhiều cái mình ví dụ như
mà không có thì mình cũng không muốn quay cho các bạn xem, tại vì không có nó không vui. Kia cái cũng không có gì luôn, các bật nhưng không có gì. Đấy, thật ra là đến 7 thì nó cũng hên xui các bạn ạ. May thì được. Úi xời, cái này mắc con gì chết, hỏa mù tỏi hỏng luôn. Đấy, đấy, hỏa mù tỏi các bạn nhé. Đấy, sóc thôi. Đấy, chết hỏng luôn. Ừ. Nhưng mà nó là mình xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Tại vì hôm nay là mình cũng nói chung là hôm nay mình đến thăm rồi. Phê lắm rồi. Ông đi mà các bạn biết là mình đi xe vào nơi con này. Con này thì mới chết thôi. Này mới chết. Này tươi lắm. Mới chết. Anh ấy mới chết. Mới chết. Con này thì này mình khúc ngoằng cụ téo này. Mình đi xe vào đây ngã 4 lượt rồi. Bây giờ đi trèo đồi thì không biết ngã đếm bao nhiêu lần, không đếm được nữa. Ngã nhiều lắm. Bạn ạ. Đây đường trời mưa và trơn này. Mình đi vào đây là ôi trời, giờ hôm nay mình muốn đi thăm. Này phê phê hôm nay. Nói chung là hôm nay có kèo. Còn mình đánh bóng xong là có kèo. Đấy, làm thì con trồn, con chó, anh em làm tí rượu thì cũng phê rồi. Mình ở nhà, mình về mình không ngủ được thì mình đi thăm bẫy. Thế này là vui. Đấy, anh em thấy rừng đây chưa? Rừng như này không có thú đâu, ít thú lắm. Không có thú. Thôi, mình xin phép kết thúc video tại đây nhá. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhá. Ai nói chung là các bạn đấy, ai thấy vui thì mình xem, còn ai không vui vui lòng lướt qua, một đừng buông lời gáy đắng cho mình. Đấy, mình mới tập làm video thôi. Đấy, mình chỉ quay lên cho các bạn xem, cũng chưa ý định gì cả, không có ý định kiếm tiền tiếc gì, chưa ý định nhỉ. Tại vì mình cầm đây tay này, mình bỏ nó phát là mình cầm tay quay điện thoại cho các bạn xem mà, có gì đâu, cái ngón tay đấy mình chụp cho các bạn thấy nữa. Thế không biết mình chưa đầu tư gì cả, mình chỉ quay cho các bạn xem cho vui thôi. Anh em ai cùng ngành cùng nghề, đấy, anh ai thích vui thì xem, đấy, ai cùng cái bộ môn, ai có yêu quý cái bộ môn này thì chia sẻ với mình, anh em chia sẻ lẫn nhau cho nó vui thôi. Còn mình công việc chính của mình không phải là bộ môn này các bạn nhé. Và mình chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc, chúc bạn gia đình là luôn mạnh khỏe nhá. Ok.